Các bạn có thể thấy trên màn hình điện thoại của mình hiện tại có 11 cái Facebook, một cái Facebook gốc và một và 10 cái Facebook bản sao nha các bạn. Thì tất cả bản sao này đều sử dụng hoàn toàn bình thường và riêng biệt với cái Facebook gốc nha các bạn. Xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẹo rất là hay. Đó là các bạn có thể nhân bản không giới hạn một ứng dụng nào đó trên điện thoại của mình. Tính năng nhân bản ứng dụng này thì có hầu hết trên các máy điện thoại Android hiện nay rồi. Nhưng một hạn chế của tính năng đó là các bạn chỉ nhân bản ra một bản sao của một ứng dụng đó thôi. Không thể nhân bản ra nhiều bản sao được. Và cũng có một số ứng dụng giúp các bạn nhân bản ra, nhưng nó cũng hạn chế là nhân bản ra một ứng dụng thôi. Các bạn có thể thấy trên màn hình điện thoại của mình hiện tại có 11 cái Facebook, một cái Facebook gốc và 10 cái Facebook bản sao nha các bạn. Thì tất cả bản sao này đều sử dụng hoàn toàn bình thường và riêng biệt với cái Facebook gốc nha các bạn, không ảnh hưởng gì tới cái ứng dụng gốc hết. Nên mình vào cho bạn xem nha, tất cả các ứng dụng tạo ra đều được vào sử dụng bình thường nha các bạn, nó không bị lỗi nha. Có thể vào được tất cả các bản sao các bạn tạo ra luôn. Messenger cũng vậy này, nó được hoạt động độc lập nha các bạn, nó không ảnh hưởng gì đâu. Shopee này thì cái này dành cho các bạn nào mà sử dụng Shopee mà muốn đăng ký nhiều tài khoản hoặc là đăng nhập tài khoản ấy, thì các bạn sử dụng cái này là ok này, nó không bị phát hiện máy bạn đăng nhập nhiều tài khoản, nó độc lập hết. Thì các bạn nào sử dụng Shopee mà để mua bán mà đăng nhập nhiều tài khoản mà không bị phát hiện, một tí nữa mình sẽ hướng dẫn ở trong phần cài đặt để đổi địa chỉ email, địa chỉ ID máy, và nói chung là nó giả mạo tất cả các địa chỉ không cho ứng dụng Shopee này phát hiện. Thì các bạn nhớ đón xem nha. Và có một tính năng rất đặc biệt mà trên ứng dụng này mình rất là thích nó. Các bạn có thấy là hai cái biểu tượng ứng dụng là hệ thống 1 và hệ thống 4 không? Đây, khi mình bấm vào thì sao? Bấm vào hệ thống 1 này. Các bạn đợi một tí nha. Khi bấm vào, nó sẽ hiện cái biểu tượng là một máy tính. Khi các bạn bấm mật khẩu vào, nếu nhập đúng mật khẩu, nó sẽ nhảy sang một cái ứng dụng Shopee. Thật ra nó là một ứng dụng Shopee thôi, nó bị che giấu thôi. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế này nha. Rồi mình sẽ vào cái ứng dụng hệ thống 4 cho các bạn xem nha. Rồi các bạn có thể thấy cái thông báo là hệ thống 4 đã dừng mở lại ứng dụng, nó sẽ thông báo lỗi giống như cái ứng dụng các bạn bị lỗi vậy đó, nhưng mà thật sự nó không lỗi gì. Các bạn nhập với vân tay vào này, đấy, nó nhảy ra Shopee. Thật sự cái đó là ứng dụng Shopee nó bị che giấu lại thôi. Các bạn có thể giấu những cái ứng dụng mà các bạn đã nhân bản ra và có thể thay đổi được tên nè, có thể thay đổi được cái biểu tượng ứng dụng nè, thì nó có thể giả mạo được cái ứng dụng bị lỗi nè, nhưng mà sự ra cái ứng dụng nó không lỗi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng nha. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những mẹo và thủ thuật hay cho điện thoại mới nhất nha các bạn. Trong quá trình cài đặt và sử dụng, các bạn nào mà bị lỗi đó thì các bạn cứ comment dưới phần video nha, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Các bạn muốn làm về thủ thuật gì, hoặc là ứng dụng nào, hoặc là những ứng dụng trả phí mà đã được lách thì các bạn hãy comment dưới phần video nha, mình sẽ tìm và hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và cài đặt nha. Thì đầu tiên các bạn phải cần cài đặt một ứng dụng, có tên app là Cloner. Đây, app này đây. Sau khi cài đặt thì các bạn mở nó lên nha. Link tải ứng dụng này mình để dưới phần mô tả video nha. Các bạn bấm xuống dưới phần mô tả video và bấm vào đường link và bắt đầu tải về và cài đặt. Ứng dụng này thì ứng dụng nó gồm hai phiên bản là phiên bản bình thường và phiên bản trả phí. Phiên bản bình thường thì nó chỉ nhân bản được một ứng dụng thôi, như mình nói đầu video vậy đó. Còn cái phiên bản trả phí thì các bạn có thể nhân bản được rất nhiều ứng dụng không giới hạn. Thì đây là phiên bản trả phí nha, nhưng đã được bẻ khóa nha các bạn. Và đây là giao diện của ứng dụng. Thì trên giao diện ứng dụng thì đây là những danh sách ứng dụng các bạn đã cài đặt trên máy.
thì các bạn muốn nhân bản ứng dụng nào thì các bạn tìm đến cái ứng dụng đó. Thì nếu các máy các bạn nào mà nhiều ứng dụng quá thì các bạn có thể bấm nút tìm kiếm và tìm kiếm tên ứng dụng đó là nó sẽ ra thôi cho nhanh hơn. Rồi thí dụ bây giờ mình muốn nhân bản cái Shopee này đi, thì mình cứ bấm vào cái Shopee này, bạn bấm vào nó sẽ ra một giao diện như thế này. Thì ở đây có rất nhiều chức năng, thì mình sẽ giới thiệu từng cái chức năng cho các bạn luôn nha. Thì ở hàng đầu tiên đó là số nhân bản, thì các bạn có thể nhân bản, thì ở đây nó có hai phần, nhân bản đơn và nhân bản hàng loạt. Thì các bạn nào muốn nhân bản ít ứng dụng thì các bạn chọn nhân bản đơn, các bạn nào mà muốn nhân bản nhiều ứng dụng cùng một lúc á thì các bạn chọn qua nhân bản hàng loạt. Thì số 1 bên trái á, là từ ứng dụng số 1 đầu tiên, và số 1 số bên phải á, là các bạn muốn nhân bản đến bao nhiêu ứng dụng thì các bạn bấm vào. Ví dụ mình muốn nhân bản 10 ứng dụng đi thì các bạn bấm vào số 10 thì nó sẽ nhân bản từ 1 đến 10. Thì có 3 dòng chức năng đó là thêm số bảo bản sao và tên, tức là nó thêm cái số vào cái tên ứng dụng á. Ví dụ như cái tên đó là ứng dụng là Shopee, để là Shopee 1, Shopee 2, đổi màu biểu tượng ứng dụng thì nó sẽ đổi màu cho các bạn. Vậy các bạn bấm vào thì cái này có thể các bạn có thể cài đặt nha, phần đổi màu các bạn có thể cài đặt sao. Đặt số bản sao là quy hiệu, tức là nó sẽ để cái số nhỏ trên cái icon ứng dụng á, số 1, số 2, số 3 gì đấy. Rồi giờ các bạn muốn nhân bản đến 10 các bạn bấm ok thôi. Rồi đây là phần tên, tên của ứng dụng thì các bạn muốn đặt tên để mặc định này để, còn muốn đổi tên thì các bạn đổi thôi. Thì có rất là nhiều cài đặt, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt những cái cài đặt cơ bản thôi nha các bạn, và cái là nào mà cần chúng ta thiết lập thôi, chứ mà mình nói hết tất cả các cài đặt này thì nó không biết đến bao giờ. Các bạn có thể tự tìm hiểu tại vì toàn là tiếng Việt thôi. Rồi cái phần tùy chọn nhân bản nè, thì ở cái phần này thì nó có một số cái cài đặt cơ bản, chẳng hạn như là đăng nhập Facebook bằng mẫu web nè, tức là nó không mở ứng dụng của các bạn, nó sẽ mở cái trang web lên cho các bạn đăng nhập. Rồi thì phần này chỉ có cái phần đó là nó cơ bản thôi, quan trọng thôi. Rồi đổi màu biểu tượng, thì các bạn nào muốn đổi màu, muốn giữ lại cái biểu tượng này mà các bạn muốn đổi màu thì các bạn bấm xuống chữ nhiều hơn đó. Rồi các bạn tùy chọn thôi, đổi thôi đấy, nó có ba cái thanh nè. Các bạn muốn đặt như thế nào thì đặt, rồi bấm ok, lật biểu tượng. Thì các bạn hay lật biểu tượng này theo chiều dọc, chiều ngang gì đó các bạn tùy ý. Xây biểu tượng, đây nó sẽ xây đây, mà muốn xây bao nhiêu thì các bạn thiết lập thôi. Thêm quy hiệu, thêm quy hiệu là cái gì, là cái số hoặc chữ ở trên đầu cái biểu tượng này, các bạn muốn thêm cái gì đó các bạn thêm tùy theo mục đích của các bạn, muốn thêm số thì thêm đó cho dễ nhớ. Chữ cũng được, chữ thì nó chỉ tối đa ba chữ thôi. Rồi thay thế biểu tượng ứng dụng, thì cái này là cái nó thay thế cái biểu tượng trên ứng dụng của các bạn thôi. Thì cách đó thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn ở cái phần mà giả mạo cái biểu tượng ứng dụng nha. Rồi nhân dạng và tùy chọn theo dõi nè, cái này quan trọng nè. Thì nãy mình có nói đó, thì cái các bạn nào mà muốn sử dụng Shopee mà để đăng nhập nhiều tài khoản thì các bạn nên bật những cái này nè. Thì lúc đó thì Shopee cái ứng dụng nó không nhận dạng chúng ta đăng nhập trên cùng một thiết bị. Rồi đổi Android đi khỏi email, ở trong phần này nó có thay đổi rất là nhiều chức năng nha các bạn. Có thể thay đổi được địa chỉ MAC wifi nè, MAC bluetooth nè, ẩn SIM thông tin nhà mạng nè đấy. Cái này thì rất là cần thiết cho các bạn nào mà sử dụng các ứng dụng mà mua sắm á, các bạn nào bán hàng á, thì cần nhiều tài khoản trên cùng một máy thì các bạn sử dụng những chức năng này. Rồi tới tùy chọn bảo mật nè,
Ở đây có rất là nhiều là tùy chọn bảo mật luôn này, có thể là tắt chế độ bí mật này, bảo vệ bằng mật khẩu này. Bảo vệ bằng mật khẩu thì bấm vào thì tích vào thì nó sẽ cài đặt mật khẩu cho các bạn. Thì khi bạn mở ứng dụng đó lên thì nó sẽ hiện mật khẩu. Còn chế độ bí mật này là cái ứng dụng bí mật nãy mình tạo đó, mình giả mạo cái biểu tượng đó, giả mạo cái hình mà nó bị lỗi ứng dụng á, rồi cái đó mình sẽ hướng dẫn ở sau nha, cái phần khác nha. Máy tính giả nè, tức là nãy nó hiện cái hình máy tính đó, đó các bạn. Chung có rất nhiều là cái chức năng hay, các bạn cần tìm hiểu thì nó chỉ toàn tiếng Việt thôi, các bạn có thể tìm hiểu nha. Tùy chọn hiển thị, tùy chọn phương tiện, tắt âm lượng khi bắt đầu, tắt tiếng trong tiền cảnh. Tắt âm lượng cho bắt đầu là khi các bạn mở cái ứng dụng lên này, thì cái âm lượng trong cái ứng dụng nó sẽ tắt toàn bộ. Rất là nhiều bạn ơi, không thể nào mà hướng dẫn hết trong một video được, nó rất là dài. Thì các bạn có thể tự tìm hiểu, mình chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt những chức năng cơ bản và quan trọng thôi, và cách nào để nhân bản dụng nhiều thôi. Các bạn có thể tự tìm hiểu nha, rất là nhiều. Rồi thì ví dụ mà các bạn đã nhân bản được 5 ứng dụng rồi, thì cái số bên trái nè các bạn nên đổi là từ nên để là số 5 nha, số 6 chứ không. Thì tại vì bạn đã nhân bản được 5 ứng dụng rồi, bạn muốn nhân bản thêm cho đến 10 thì các bạn bấm nha, bên trái các bạn này để số 6, từ 6 cho đến 10. Ở đây mình sẽ để 7 thôi cho nó nhanh, hướng dẫn cho bạn cho nó nhanh. Rồi sau khi các bạn thiết lập xong hết các thiết lập á, thì các bạn bấm vào cái biểu tượng này, bấm vào rồi nó sẽ hiện những cái thông báo này, thì các bạn đọc xong rồi các bạn bấm ok, hoặc là các bạn muốn không hiển thị nữa thì bấm vào. Rồi trong khi chờ đợi nó cài đặt thì các bạn có thể làm một việc gì đó. Quá trình cài đặt thì mỗi một ứng dụng thì nó có thể mất tầm vài chục giây. Mình sẽ tua nhanh cái phần này nha. Rồi sau khi nó đã phân tích xong thì các bạn bấm vào chữ cài đặt ứng dụng này, nó sẽ tự cài đặt cho các bạn. Còn nhưng mà bấm cài đặt thôi, đây nó cái mà ứng dụng rồi, nó sẽ đổi như các bạn thiết lập rồi đấy. Rồi các bạn bấm xong rồi nó sẽ tự cài đặt cái ứng dụng thứ hai, cài đặt tiếp tục. Thì các bạn phải bấm cái nút xong này nhanh nha, nhưng mà các bạn để lâu bấm, các bạn bấm lâu á không nhanh á thì nó sẽ không tự cài đặt. Thì nếu mà không tự cài đặt thì các bạn có thể cài đặt thủ công. Đây nó hiện đây, ví dụ mà mình bấm nhanh đó thì nó sẽ tự cài đặt, còn mình bấm chậm á, ví dụ nào mình bấm chậm nè, bấm xong nè, thì cái ứng dụng mà ví dụ mà các bạn cài đặt nhiều á thì nó sẽ không tự cài đặt. Thì các bạn hãy vào cái phần này, bấm vào đây đó. Đây là ở trang này thì giao diện nó đã được cài đặt nha các bạn. Thì những cái ứng dụng mà cần chưa được cài đặt á, ví dụ mà các bạn mà từ Shopee 6 cho đến Shopee 10 á, thì 8 đến 10 nó chưa được cài đặt thì các bạn kéo qua trên phần thanh này nè, các bạn kéo qua đây cái phần đang chờ được xử lý cài đặt đây, bấm vào đấy. Thì những ứng dụng nào mà chưa cái vô mà từ 8 đến 10 chưa được cài đặt thì nó sẽ hiện này ở đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ ra kiểm tra nha. Đây hai các bạn thấy hai cái ứng dụng màu xanh không, hai cái ứng dụng nãy mình vừa tạo đấy, mở lên này. Thì có một số ứng dụng khi các bạn lần đầu tiên mở lên thì nó sẽ thoát
các bạn có thể mở lần thứ hai, lần thứ ba và nó sẽ vào được. Chẳng hạn như ứng dụng Facebook gấp tiền này, nó như là một cái ứng dụng hoàn toàn mới vậy đó các bạn. Rồi còn cái phần giả ứng dụng này, giả mạo ứng dụng này thì chắc có lẽ mình sẽ ra ở trong một video khác nha, tại vì video hướng dẫn này quá dài rồi, làm thêm cái này nữa nó còn dài thêm nữa, thì mình sẽ ra ở trong một video khác. Thì các bạn bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nha. Đây, cái tính năng này rất là hay này, rồi mình sẽ hướng dẫn ở một video sau nha các bạn. Thì cái video hướng dẫn cài đặt đến đây là kết thúc. Thì các bạn nào gặp vấn đề gì trong quá trình cài đặt và sử dụng đó, các bạn comment ở dưới phần video, mình sẽ giải quyết cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn. Video này kết thúc, các bạn thấy video hay thì hãy chia sẻ cho các bạn bè cùng xem nhé. Thì và cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn.